Xin chào tất cả các anh các chú ạ. Hôm nay nhà em có mới về một ít lô máy bơm. Máy bơm nhỏ nhỏ này, em quay video giới thiệu cho tất cả mọi người. Ai có nhu cầu mua hàng thì alo hoặc nhắn tin trực tiếp cho em theo số điện thoại để đặt hàng 0975 275 636. Địa chỉ của em ở Lê Lợi, Thường Tín, Hà Nội, có ship COD toàn quốc. Mọi người mua hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé. Và cái hàng này nó là hàng Việt Nam, hàng cũ của Việt Nam mình nhá, hàng bãi Việt Nam mình. Đây, nó có mấy loại, nó mà đa số là cái loại thương hiệu này, hàng Việt Nam nhá. Vì cái máy bơm này em cũng không hiểu rõ về lắm nên là mọi người em sẽ quay vào cái tem để cho mọi người đọc, mọi người nhìn hộ em nhá. Cái này của nó ghi là 12V 2.1A máy bơm phun sương. Đây này. Toàn chữ Việt Nam thôi. Cái này thì nó là 2.6A này. Mọi người nhìn cái tem rồi xem của em nhá, không có em không hiểu về cái này lắm đâu ạ. Đấy. Đây, kích thước của nó thì nó như này, để em lấy cái thước em đo kích thước luôn cho mọi người dễ hình dung. Tổng chiều dài của nó là hơn 15 cm một chút nhá. Đấy. Hơn 15 cm. Cái phi tròn. Phi tròn của cái này nó là bao nhiêu đây? 4,8 cm nhá. 4,8 cm này. Đó. Đấy, nó có cái, chủ yếu là cái thương hiệu này. Còn còn nó có thó thêm mấy cái kia nữa. Đây. Cái này thì nó ghi là dòng điện 12V này. À quên, điện áp 12V. Còn dòng điện là 3.5A. Lưu ý không ngâm trong nước. Hàng Việt Nam nhé, hàng bãi Việt Nam. Có cái thì nó là 2.6A thôi nhá, có cái thì là 2.1A này. Cái này em cũng không hiểu rõ về nó lắm đâu, mọi người giúp em tìm hiểu nhá. Cái này thì em bán giá là 70.000 một cái, vì giá nó cũng ít ít tiền đi, nên là em sẽ ship đơn hàng từ hai cái nhá. Ship đơn hàng từ hai cái này. 12V này. 5.0A. Đây nữa này. Hoặc là mọi người mà chọn cái nào thì chụp màn hình cho em, chụp vào trong Zalo xong rồi gửi vào trong Zalo cho em, xong rồi em sẽ lựa cái đấy cho nhá. Cái này là 12V 2.1A này. Giá là bằng tiền nhau nhá, 70.000 một cái.